Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Hơn một tuần nay, gia đình bà Nguyễn Thị Đẹp ở ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp vẫn còn đang rất vui mừng khi được chuyển vào ở trong căn nhà mới. Bà vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Nhiều năm nay bà phải vừa chăm sóc cho chồng bị tai biến, vừa phải bươn chải lo kinh tế, và chuyện có được ngôi nhà khang trang bà vẫn chưa từng dám nghĩ tới. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và chung tay của Mạnh Thường Quân đã trao tặng cho gia đình bà một căn nhà mới để gia đình có nơi ở ổn định. Giờ hết dột rồi, hết bước rồi. Giờ trời mưa, hết sợ giông gió. Vì hồi đó thì nhà đó thì trời giông thì ổng bệnh thì ổng sợ lắm. Ổng sợ là có rủi có gì, ổng chạy không được á. Ở đây cũng nhờ chính quyền địa phương ở đây, mấy anh ở ấp với nhờ mấy anh ở xã này cũng giúp đỡ, thương tình giúp đỡ cho cái nhà thì tôi cũng rất cảm ơn, mà mừng cũng mừng dữ lắm, được che nắng che mưa, không dột dạt thì cũng mừng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, xã Tân Hiệp đã xây dựng nhà tình nghĩa cho 12 gia đình người có công, 26 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 860 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, người có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế trị giá trên 70 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 đến 5% trên năm. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tân Hiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5 đề ra. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Tân Hiệp chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 54 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015. Cây trồng chủ lực của xã chủ yếu là cây cao su, chiếm 80% diện tích. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang liên kết sản xuất hữu cơ bền vững, những cây trồng có giá trị kinh tế cao đang được xã chú trọng và khuyến khích. Thương mại dịch vụ khá phát triển, đa dạng các sản phẩm. Tính đến nay, có khoảng 275 hộ buôn bán kinh doanh vừa và nhỏ lẻ, 3 cơ sở sản xuất gạch, 1 công ty chế biến gỗ, 1 công ty gia công túi xách, 2 công ty khai thác khoáng sản, tăng 79% so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, xã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Tân Hiệp có tổng cộng hơn 20 trang trại và doanh nghiệp, chủ yếu là các trang trại doanh nghiệp trên các lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây ăn trái, sản xuất và khai thác khoáng sản, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Tân Hiệp đã huy động trên 50 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn công lao động, hiến đất để tu sửa và mở rộng đường làng ngõ xóm. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở, điện đường, trường trạm, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang sạch đẹp. Các tuyến đường trục xã, đường liên ấp được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường quê. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Tân Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, về đích đúng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Bản thân tôi thì cũng thấy được là khi đối với được là xây dựng nông thôn mới thì đời sống của vật chất tinh thần của nhân dân và các cái phương tiện đi lại là vui chơi giải trí thì của toàn thể
là các tổ chức chính trị xã hội thì cũng vẫn là được là cái phát huy. Đối với cái đời sống vật chất thì đã được nâng lên, thì về cái phát triển và cái tăng được hộ khá, giảm được hộ nghèo, nên là về nhiều cái mô hình khác là được là coi như có nhiều cái biến chuyển. Và đối với bản thân thì là một đảng viên thì chúng tôi là cũng luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ, tất cả các cấp. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Xã có đầy đủ 3 cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Trong đó, trường mầm non xã đã đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở đã và đang được xây mới hoàn toàn ở vị trí thuận lợi hơn cho học sinh đến trường. Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh tham gia thi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86,2%. Tỷ lệ trẻ em từ 0 đến 5 tuổi suy dinh dưỡng là 6,2%, giảm 3,19% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90% trở lên. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Xác định xây dựng đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Tân Hiệp luôn chú trọng công tác xây dựng đảng trên các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú thiết thực gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Các chi bộ, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Hiệp đã kết nạp được 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 155 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, đảng bộ xã nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Anh em là các trong các ban ngành là kể từ trên đảng ủy cho đến thống nhất coi như là nói chung các ban ngành rồi về dưới cơ sở này được là coi như cái đội ngũ người ta rất là ủng hộ. Người ta nhiệt tình, người ta ủng hộ cho nên là với cấp trên mới hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên cái này là chúng tôi thấy là rất phấn khởi. Coi như được dân mến, đi xuống dân tại là các đồng chí ở trên là coi như sâu sát, xuống tận cơ sở. Coi như nếu họp hành gì là coi như xuống cơ sở là coi như là kiểm tra luôn, có nghĩa là đề ra nghị quyết đưa cho các đồng chí về xuống cơ sở thực hiện. Nhưng mà coi như các đồng chí còn chia giả thử như là chia trong cái ban lãnh đạo á, rồi trong cái nội bộ là coi như cũng là chia về để mà mình xuống mình khảo sát. Y như chúng tôi ngày xưa, anh cầm cờ mà coi như có phát được thì coi như là dưới nó mới phát triển được. Còn mà anh cầm cờ mà coi như không phát được nên thì coi như bên dưới cũng không biết đường, nói thật không biết đường, chỉ đường dẫn lối thì coi như dưới người ta cũng mù không. Đến xã Tân Hiệp vào những ngày này, mọi người đều cảm nhận rõ sự hân hoan phấn khởi của cán bộ và nhân dân nơi đây khi chương trình xây dựng nông thôn mới đã về tới đích. Những con đường sạch sẽ, kiên cố mang đến sự thuận tiện trong giao thông, giao thương. Những mô hình sản xuất chăn nuôi trồng trọt hiệu quả giúp nhiều gia đình nghèo khó trở nên khá giả. Những công trình điện đường trường trạm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đó là những đổi thay hiện hữu mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại cho người dân Tân Hiệp. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã Tân Hiệp bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, phát triển kinh tế ổn định vững chắc, giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thì phát huy cái tinh thần mà trên cái kết quả đạt được của cái nhiệm kỳ 2015-2020 thì cái nhiệm kỳ mới trong cái chương trình hành động cũng như trong cái nghị quyết thực hiện cái nhiệm vụ
của cái nhiệm kỳ năm 2020-2025 thì Ban chấp hành Đảng bộ xác định hai cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới. Cái thứ nhất là tiếp tục giữ vững và nâng cao các cái tiêu chí về nông thôn mới. Cái thứ hai là quản lý tốt công tác đất đai trên địa bàn. Thì hai cái nhiệm vụ này thì thực ra thì nó là cái kế thừa của cái nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nửa đầu nhiệm kỳ tranh thủ cái sự đồng thuận của huyện ủy, của ủy ban dân huyện và các cái cấp trên thì sẽ kêu gọi các cái nhà kêu gắng đầu tư cái xã hội hóa để làm sao đó ở trong nửa nhiệm kỳ sẽ cố gắng có một cái chợ để xã Tân Hiệp có một cái nơi để bà con mình buôn bán và đồng thời để giải quyết được cái quy hoạch cái khu công viên ngay trước cái ủy ban xã. Một cái nội dung thứ hai về cái chúng tôi đặt về cái nhiệm vụ trọng tâm là về cái vấn đề quản lý đất đai ở trên cái địa bàn và phấn đấu đến hết nhiệm kỳ thì 65% cái số mà cái tổng diện tích đất ở trên cái địa bàn xã Tân Hiệp được cấp giấy cái chứng nhận quyền sử dụng đất để bà con ổn định trong cái cách thức làm ăn cũng như có cái phương tiện khi mà giải quyết cái vấn đề nhu cầu về vốn. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành phát triển đi lên của Đảng bộ. Trong 5 năm tới, Đảng bộ, nhân dân Tân Hiệp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.